Umara bazanardo, 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 umara bazanardo. Tidna jijim jero ozere jidalo dama mambara za kadan damjo jolo domba. Ludu bubi no avkida soro. Nyarji jimbo zordo nimi jao. Zone molum jimbo ngabjata pakra danga zandu jemma do tumba tiji jala shantar lo. 首先非常感谢大家来听今天的课。 First of all, I'd like to express my gratitude for everyone coming to listen to the teaching tonight. Thứ đầu tiên là ngài rất là tri ân, gửi lời tri ân đến tất cả mỗi một người trong đại chúng đã đến đây tối hôm nay. ,我们的今天的课的这个题目就是痛苦就是纸老虎,一个这样子的内容。 The topic for this evening's teaching is suffering is only a paper tiger. Thưa cái đề mục mà chúng ta sẽ cùng học hỏi tối hôm nay là khổ đau chỉ là con cọp giấy. 我们为什么要讲一个这样子的题目呢? 因为我们的生活当中虽然有幸福有快乐，但是也有很多很多的痛苦。 那么我们很多人不知道怎么样去解决这些痛苦，尤其是我们不太清楚我们的内心当中的这个痛苦怎么去解决，所以我们今天就要讲一个这样子的课。What's the purpose in talking about this topic this evening? Well, even though we do have happiness and joy in our lives, we also have a lot of suffering. And many of us are quite unsure about how to go about addressing or resolving this suffering, especially suffering at the level of our minds. Thưa cái mục đích để mà chúng ta có cái buổi pháp thoại tối hôm nay là sao? Là vì cho dù chúng ta cũng có hạnh phúc và cũng có một số điều kiện giúp cho chúng ta thọ hưởng được cuộc đời này một cách an lành, nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng có rất là nhiều đau khổ và rất đông người trong chúng ta không biết cách nào, không có chắc chắn được cái cách nào tốt nhất để mà có thể đối mặt với lại những sự khổ đau này, nhất là những sự khổ đau thuộc về tâm thức của chúng ta. 首先，我们用一个比喻来给大家描述今天我们要讲的痛苦就是纸老虎。 So I'd like to first begin with an analogy to illustrate the topic this evening of suffering only being a paper tiger. Và thầy nói rằng đầu tiên thì tôi muốn đưa ra một cái ví dụ để mà giải thích làm sao khổ đau có thể chỉ là một con cọp giấy. 曾经有三个人他们一起到一个森林里面去玩。 One day there were three people who went into a forest to play. Đầu tiên là có một ngày kia có ba người khác nhau đã đi vào một cái khu rừng để mà cùng vui chơi với nhau. 然后他们在远远的地方看到了一只老虎。 And in the far distance they spotted a tiger. Và họ nhìn thấy phía xa xa, họ nhìn thấy có một con cọp. 实际上,
这个它不是一只老虎，而是一个老虎的馨香。In actual fact, it wasn't a tiger. It was simply the image of a tiger. 对với cái người đầu tiên đó thì đó không phải thực sự là con cọp mà chỉ là một hình ảnh của một con cọp mà thôi. 但是这三个人啊，还不太分得清楚到底是一只真老虎还是一个老虎的形象。But these three people were not able to distinguish clearly whether or not it was a real tiger or whether it was simply an image thereof. Dạ thưa, con xin sám hối hồi nãy vì nghe không có rõ cô nói. Thực sự cô nói là, và ngài nói rằng thực sự đây không phải là một con cọp thật mà chỉ là hình ảnh của một con cọp mà thôi. Nhưng mà cả ba người này họ đều không có phân biệt, không có nhận biết được rằng đây chỉ là hình ảnh của một con cọp chứ không phải là một chú cọp thật. 在远处看啊，这个时候呢，这个特别就是像一个真老虎。From far away, it certainly appeared to be or looked like a real tiger. thực sự là nhìn từ xa thì con cọp này toát ra một cái vẻ như là con cọp thật, nhìn nó giống hệt như là con cọp thật. 这个时候，这三个人对这个老虎的态度啊，或者是看法，有三种不同的观点。And upon seeing this image of the tiger, the three people had three different opinions or viewpoints regarding it. 其中有一个人认为这是一个真老虎，所以他特别特别的害怕。One of the three people thought it was a real tiger and for this reason felt extremely frightened. Khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của con cọp này thì ba người đó đã có ba cái nhìn khác nhau, ba cái quan điểm khác nhau, ba cái góc nhìn khác nhau. Một trong ba người đó tưởng rằng con cọp này là con cọp thật cho nên đã cảm thấy cực kỳ sợ hãi. 他觉得老虎就是世界上最厉害的猛兽之一啊，一定要小心翼翼的，不能靠近啊，靠近一定会啊失去生命。This person believed that tigers are the most vicious and terrifying predators in the world, and that one must be extremely careful, otherwise one would be killed.Và cái người mà có một cái sự sợ hãi to lớn này, người đó tin rằng con cọp là một cái loài thú ăn thịt người hung dữ nhất ở trên thế giới này. Và đối với lại loài thú này thì phải cực kỳ cẩn trọng. Rồi, họ căn bản là không dám cao chính, rất 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 kinh sợ. And so this person did not dare to come close to the tiger. They were extremely cautious.Người này cảm thấy vô cùng sợ hãi cho nên không có dám đến gần con cọp này. 第二个人，他觉得啊，这个是一只老虎啊，确实是一只老虎，但是他觉得如果啊，我有一个办法啊，把老虎驯服了啊，驯服了以后呢，我可以跟啊老虎。相处啊，可以相处，他不会啊伤害我的，所以我要想办法啊驯服啊这只老虎。The second person also regarded the tiger to be a real tiger. However, they felt that if it were possible to locate a method to tame the tiger, then it would be possible to coexist with it. And if they were able to do this, then the tiger wouldn't harm them. So they set about looking for a way to tame the tiger. Và cái người thứ nhì thì người này cũng nghĩ rằng con cọp này là con cọp thật. Tuy nhiên, anh ta nghĩ rằng có cái khả năng là nếu mà tìm ra được một cái phương thức để mà nhiếp phục cái con cọp này thì có thể sống chung với nó. Và do đó,
Nếu mà có thể tìm được cái cách để nhiếp phục con cọp này thì sống chung và anh ta nghĩ rằng sẽ không có bị con cọp làm hại, và như vậy anh ta muốn tìm một cái phương thức để mà có thể nhiếp phục được con cọp này. 所以他开始找人做这个老虎，然后他想找一个驯服老虎的人，然后他想跟老虎相处。 So he set about capturing the tiger and then finding a way to tame it. Và do đó cái người này đã tìm một cái cách để mà bắt được con cọp này và tìm được một cái cách để mà có thể nhiếp phục nó. 然后第三个人，他就知道这个不是一只活老虎。 而是一个纸老虎，所以他觉得这两个人的想法特别特别的可笑。The third person realized that it wasn't a real tiger. They realized that it in fact was just a paper tiger. And so for this reason, the third person found the opinions of the first two people completely ridiculous. Còn cái người thứ ba thì anh ta nhận thấy ra rằng thực sự con cọp này không phải là một con cọp thật, thực sự nó chỉ là một con cọp giấy, và do đó anh ta thấy cái quan điểm của hai cái người trước thực sự là rất đáng buồn cười. 然后他想治老虎，是一个老虎的心想，他怎么可能伤害人呢？然后治老虎，你怎么去驯服呢？怎么可能跟他相处呢？ 所以他觉得这两个人的想法完全是错的，这就是一个纸老虎。 Realizing that the tiger was just a paper tiger, since the paper tiger was just a paper tiger, how could an image be capable of harming a person? By the same token, how could a paper tiger be tamed? How can we even talk about coexisting with a tiger that is only made of paper? So the third person realized that both of the viewpoints of the first and second persons were mistaken. Một khi mà anh ta, cái người thứ ba đó nhận biết ra được rằng con cọp này chỉ là một con cọp giấy, thì anh ta nghĩ rằng nếu mà nó là con cọp giấy, nó chỉ là một cái hình ảnh của con cọp thôi, thì làm sao mà nó có thể hại được chúng ta? Nếu nó chỉ là con cọp giấy thì bằng cách nào để có thể nhiếp phục được nó? Nếu là con cọp giấy thì làm sao có thể nói đến chuyện mà sống chung với chúng ta? Thực sự con cọp chỉ là con cọp giấy, nhưng mà anh ta có một số câu hỏi như thế. Và rồi thì anh ta nghĩ rằng cái quan điểm của hai người trước đó thực sự là một cái sự lầm lẫn, một cái sự mê lầm. 那么这个老虎是什么呢? 老虎就是我们现实生活当中的各种各样的痛苦，肉体的痛苦，然后精神的痛苦，各种各样的痛苦，就是这只老虎。 So what is this tiger symbolizing? Well, it's symbolizing all the different kinds of suffering that arise in our everyday lives. Physical suffering, psychological suffering. Như vậy thì cái con cọp này nó là biểu tượng của cái gì? Thực sự nó là biểu tượng của tất cả những cái loại đau khổ khác nhau mà chúng ta phải gặp ở trong cuộc đời này, dù là vật chất hay là tinh thần, tâm thần, vân vân. 那么，这个老虎，它到底是一只活老虎，还是一个纸老虎呢？它都有可能，它同时可以是一只活老虎，它同时也可以有可能是一个纸老虎。 As for this tiger, it's possible that it can be a living tiger. It's also possible for it to be a paper tiger. Both are possibilities. Thực sự đối với cái con cọp này thì nó có hai khả năng. Thứ nhất là nó có thể là một con cọp rất là sống động,
một con cọp sống, hoặc thứ nhì là nó cũng có thể chỉ là một con cọp giấy. Cho nên dù là con cọp sống hay là con cọp giấy thì chúng ta cũng có thể có hai khả năng để có được hai con cọp như thế. 那么请问大家，我们现在，我们自己，是刚才这个三个人当中的，哪一个是我们，我们要去想一想。 So please everyone just reflect for a moment of these three people that we just described. Which of these three type of persons are you? Như vậy thì Ngài muốn hỏi tất cả mọi người trong đại chúng đó, bây giờ chúng ta hãy thử quán chiếu, quan sát về ba cái người khác nhau mà lúc nãy Ngài đã tả lại cho chúng ta đó. Thử hỏi xem là, tự tâm mình hỏi xem là mình thuộc vào loại người nào trong ba người đó. 第一个，从我第一个，他认为这是一只活老虎的这种人的想法，是我们比如说，我们认为。 这个痛苦就是实实在在的存在的，然后我们的这个生活当中处处都有可能出现，一定要离他远一点才比较安全，这种想法是第一个人的想法。 So the kind of attitude towards suffering that corresponds with the first type of person is an attitude that sees suffering in life as something that concretely exists, something that can arise any time and any place, and something that it is safer to keep one's distance from. Như vậy thì cái thái độ đối với lại khổ đau của cái loại người thứ nhất đó, đây là cái thái độ cho rằng tất cả những cái đau khổ trong cuộc đời này đều có thể hiện hữu. Những cái đau khổ này nó là một cái sự đau khổ đặc chắc có thật và có thể hiện ra bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Như vậy cho nên sẽ an toàn hơn nếu mà chúng ta giữ một cái khoảng cách đối với lại những cái khổ đau đó. Rồi,我们虽然我们的生活当中有很多的痛苦，但是痛苦没有那么可怕。 我们可以用一种方法把痛苦变成快乐，可以把它变成快乐，没有那么可怕。这种观点，这种想法是第二个人的想法。 And the kind of attitude that corresponds with the second type of person is an attitude that sees suffering as existing everywhere, but not being so terrifying, because it is possible to use methods to transform suffering into happiness. So this kind of attitude corresponds with the second type of person. Còn cái thái độ của người thứ nhì thì anh ta thấy rằng đau khổ thực sự có hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu, nhưng mà không phải là quá sợ hãi về chuyện này, là bởi vì khi chạm mặt với đau khổ thì chúng ta có thể sử dụng một số những cái phương pháp hay là phương tiện thiện xảo để mà chuyển hóa được trở thành hạnh phúc, chuyển hóa những cái đau khổ này thành ra hạnh phúc. Đây là cái thái độ của loại người thứ nhì. Rồi, 就是痛苦，所谓的痛苦，是根本不存在的，根本不存在的。这里没有痛苦，也不需要原理，也不需要把它变成快乐，它本来就是不存在，本来就没有什么痛苦，这种观点，是第三个人的观点。 And the kind of attitude that corresponds with the third kind of person is that which sees suffering as not existing in the first place. So given that this suffering doesn't inherently exist, there's no need to keep one's distance from it or even to transform it into happiness because it doesn't exist in the first place. Còn cái thái độ của cái người thứ ba thì cái thái độ này nó tương ứng với cái sự việc là người đó không có nhìn thấy đau khổ như là nó thực sự hiện hữu. Ngay từ đầu là nó vốn không có tự nó có thể hiện hữu được.
Và nếu mà nó đã không từng hiện hữu như là chúng ta tưởng, thì như vậy chẳng có lý do gì để mà phải lánh xa hay là giữ một cái khoảng cách đối với những đau khổ. Và ngay cả cái việc mà chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc cũng không cần thiết, bởi vì vốn từ đầu là đau khổ đã không thực sự hiện hữu. 那么我们现在我们要问问自己， 我自己是属于这三个人当中的哪一种？ So please everyone ask yourselves, which of these three types of people are you? Nếu như vậy thì bây giờ mọi người trong đại chúng xin hãy tự hỏi chính mình xem là bạn thuộc vào loại người nào trong số ba người đó. 第三种人, 痛苦根本就不存在, 没有什么痛苦可言。 这种观点的有多少我们举个手。 How many of you consider yourselves the third type of person, the type of person who regards the suffering as not existing at all? Please raise your hand. Như vậy thì trong đại chúng ai là người nghĩ rằng mình giống như là loại người thứ ba, mình xem đau khổ thực sự không có hiện hữu, thì xin giơ tay lên. Wow, 还是有几个人不错耶。 Well, there actually are a few people, not bad. Ngài nói vậy có một vài người trong đại chúng như vậy là cũng không có quá tệ, vẫn có một vài người giống loại người thứ ba. 但是只有三个人, 这个数量很少。 But in fact, there was only three people, not such a great number. I'm sorry, Catherine. Only three people, not such a great number. Oh, nhưng mà ngài nói chỉ có ba người thôi, vậy cũng không phải một con số lớn lao gì cả. 然后痛苦我们可以把它转为幸福快乐，我可以跟它相处，我可以拥抱痛苦，是这种观点我们有没有？有举手。 And who considers themselves the sort of person who regards suffering as something that can be transformed into happiness, something we can coexist with and something that we can embrace? If you see yourself as this kind of person, please raise your hand. Và còn ai ở trong đại chúng là thuộc loại người thứ nhì, cho rằng thực sự là chúng ta có thể chuyển hóa được những cái sự đau khổ đó thành ra hạnh phúc. Chúng ta có thể sống đồng hành cùng với những cái sự đau khổ này và chúng ta có thể như là ôm lấy những cái sự đau khổ này để mà chuyển hóa. Thì xin giơ tay lên. Ồ, có 30 người, không đến 40 người. 30多个人还不到40个人。 There's somewhere between 30 and 40 people who put themselves in this category. Dạ, như vậy là có khoảng 30 đến 40 người là tự nhận mình ở trong cái loại người này. 大概就是 20%多个人。 Approximately 20% of people here tonight. 20%? Yes, that's what Campbell said. Dạ, như vậy là khoảng 20%. 然后我们第一种人，我们绝大多数的都是第一种人，就是我们认为这个第一种人，痛苦使我们不欢迎，不喜欢，我不想跟痛苦在一起，然后我不认为没有痛苦，当然有了痛苦，我们的现实生活当中处处都有痛苦，然后我不喜欢它，所以我要 跟他离得远远的，这样子我才有安全感。那么这种想法的，我们现在就不需要举手了，大概就是有 80%的人。 Okay, so there's no need to raise the hand on the third question. It seems that the majority of us here belong to the third category, or that is the first type of person, that is those who see suffering as something that concretely exists everywhere, as something that we don't welcome, don't like, don't seek to coexist with, and therefore something that we strive to keep our distance from, and only in doing this are we able to have a sense of safety.
Và thầy nói là chúng ta không có cần phải giơ tay lên để trả lời cái câu hỏi cho cái loại người thứ ba, mà cái loại người thứ ba này tức là cái người đầu tiên, anh ta nhìn thấy khổ đau giống như là một cái gì hiện hữu đặc chắc có thật, hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu, hiện hữu ở khắp nơi. Anh ta không thích đau khổ, anh ta không muốn nói về đau khổ, anh ta không muốn sống chung với đau khổ, và đối với lại đau khổ thì muốn giữ một cái khoảng cách rất là xa và cảm thấy an toàn hơn nếu mà không đến gần với đau khổ. 然后我们的第三种人就只有2.5%，第一种人是80%，然后第二种人就是20%的人，第三种人的话就是只有2.5%，因为只有三个人了。 我们有250多人，所以只有三个人，那就是应该是2.5%。 Okay, so we have some rough statistics on everyone here tonight. 80% belongs to the first category of person, 20% belongs to the second category of person, and then the third category of person, approximately only 2.5%. Two and a half? Even though that's more than 100%. Yeah, you're Why couldn't we be all three? Sometimes, you're just suffering and you don't know what to do. Sometimes you can see it, but you can transform it. Sometimes it's like, oh no. 我们为什么不能就是都能那个同时都是属于三种人，有些时候我们知道这个有痛苦我们说不了，有些时候我们认为是可以转化，有些时候我们知道是不存在的，所以我们不一定是属于一种而已。这个就是我们的人格变化。That is just due to changes in our personality. Thưa Ngài nói rằng thực sự bây giờ chúng ta có thể có được một con số tương đối. Ngài nói rằng như vậy là trong cái phòng này 80% là những người thuộc vào loại người thứ nhất, nhìn thấy đau khổ là có thật. 20% là thuộc vào loại người thứ nhì, nhìn thấy đau khổ có thật nhưng mà có thể chuyển hóa. Còn lại là 2.5% là những người không có nhìn thấy đau khổ thực sự như nói, không có nhìn thấy là thật có đau khổ. Thì thầy nói cái đó là nó hơn 100%, nhưng mà đại loại nó là như thế. Thì có một vị ở trong đại chúng nói rằng tại sao con không có thể nào là cả ba cái loại người đó. Có lúc thì con cảm thấy đau khổ là có thật, có lúc thì con cảm thấy có thể chuyển hóa được đau khổ, hoặc có lúc thì con nghĩ rằng không có đau khổ gì cả. Thì Ngài trả lời là có, bạn có thể có thể thuộc vào cả ba loại người đó, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái nhân cách, cái cá tính của bạn, bởi vì nó thay đổi cho nên bạn mới cảm thấy là bạn thuộc vào cả ba. 10年之内，我们可以是属于三种人，比如说开始的时候头几年，我们是第一种人，然后呢再过几年以后呢，我们就成变成第二种人。 最后的几年呢，我们就变成了这个第三种人，这个是有可能的。 It's possible within a period of 10 years that we might be able to change from being the first type of person to being the third type of person. So in the first few years being the first kind of person, then perhaps in the next few years belonging to the middle category, and then finally transforming into the third type of person. This is entirely possible. Như vậy thì thực sự là trong một cái khoảng thời gian khoảng 10 năm chẳng hạn, thì nó có cái khả năng là chúng ta có thể chuyển hóa, thay đổi từ một cái người thuộc loại thứ nhất chuyển qua một cái người thuộc loại thứ ba. Như vậy thì trong vài năm đầu tiên chúng ta là người thứ nhất, xong sau đó vài năm sau thì chúng ta trở thành ra người thứ nhì, và vài năm sau nữa thì chúng ta sẽ chuyển hóa hoàn toàn để mà biến trở thành ra người thứ ba. Có cái khả năng là chuyện này chắc chắn có thể xảy ra. 然后一天之内，我们当这个三个人，这个有点难，因为我们的观点要一步一步的成熟。
一步一步的提升，所以这个提升的过程速度就没有那么快。But it is somewhat more difficult for us to be all these three different types of person in the space of a single day. The reason being that transforming or upgrading our viewpoint or attitude is something that takes some time. Nhưng mà thực sự là nó cũng hơi khó để mà chúng ta có thể thuộc vào cả ba loại người như thế chỉ trong một ngày duy nhất, là bởi vì thực sự cái sự chuyển hóa đó hay là cái sự mà giúp cho những cái quan điểm của chúng ta nó tăng trưởng, nó thăng tiến đó, nó mất thời gian để mà có thể chuyển hóa và có thể thăng tiến. Nên mà cái ba người đó quan điểm à, ai đúng, ai sai, chúng ta không nói trước.但是他们的选择的这个方法啊，都是对的。As to who or which of these three people is true or false, we're not going to address that now. But we can say that each of their choices or means of choosing is correct. I'm sorry, the last. What is correct? Their choices and their way of choosing.Making the choices that they do. Bây giờ thì chúng ta cũng không có nói đến cái chuyện là người nào là đúng, người nào là sai. Chúng ta không có nói đến cái chuyện đó. Nhưng mà thực sự là cái lý do để cho mỗi một người có một cái sự lựa chọn để mà tiếp cận với khổ đau đó là nó đúng với lại cái trường hợp của người đó. Nếu mà chúng ta hiện tại thấy là một con chân lão hủ như vậy thì那就一定要啊躲得远远的，不要靠近啊，不要靠近，躲得远远的。这样子的话，就自己不会受到伤害。所以他的选择是对的。If what we see is a real tiger, then the choice to hide far away and not come close to the animal in order not to be harmed is indeed a correct choice.Đầu tiên là nếu chúng ta nhìn thấy con cọp đó là một con cọp thật thì lẽ dĩ nhiên cái điều đúng đắn để làm là chúng ta phải chạy trốn khỏi cái con cọp đó, không có muốn đến gần nó để mà chúng ta không có bị nó hại. Thì nếu mà với một cái nhìn như thế thì cái lựa chọn để mà bỏ trốn và không có đến gần con cọp để khỏi bị hại là một cái lựa chọn đúng đắn. Rồi, nếu thực sự là một con lão hủ,那么他如果找到这些条件，这些条件如果具备的话，可以驯服的，可以跟老虎相处的，所以他的方法，他选择的这个方法也是没有错的。所以驯服了，被驯服了以后呢，老虎他也不会伤害人的，所以他也不会受伤。And of course, if what we perceive is a living tiger, then of course living tigers can be tamed if we have the right conditions. And if we tame them, it's possible to coexist with them and not be harmed. So we can see that this also is a correct choice.Còn lẽ dĩ nhiên nếu chúng ta thấy rằng đây là một con cọp thật, một con cọp sống độcThì con cọp sống thì có thể được nhiếp phục. Và nếu mà có được những cái nhân duyên hay là những cái hoàn cảnh thích hợp thì chúng ta có thể nhiếp phục được con cọp đó, chúng ta có thể sống chung với nó và chúng ta không bị nó hãm hại. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta làm được như vậy thì đây cũng là một cái phương cách tiếp cận đúng đắn đối với lại cái nhìn của chúng ta. Nên mà thứ ba người, ta thấy được cái này.就是一个纸老虎，所以我不需要去啊，刻意的去回避啊，然后呢，我也不需要去啊驯服，就不要管它，不要理它就可以了啊。那么他的也是对的啊，他也不会受到伤害，所以三个人的这个选择和他们的方法。最后每一个人都达到了自己的目标啊，三个人都没有受到任何的伤害。And the third person, seeing the tiger as just a paper tiger, doesn't
need to avoid it. It doesn't need to tame it. Just simply not paying it any attention is enough. And this too is a correct choice. And in making this choice, this third person will also, like the previous two people, not be harmed. So we can see that these three choices looked at together are all correct. Each person achieves their own goals and does not incur any harm in the process. Còn người thứ ba thì anh ta thấy rằng con cọp này chỉ là một con cọp giấy, mà bởi vì nó chỉ là một con cọp giấy cho nên không có cần phải lánh xa nó, không có cần phải nhiếp phục nó, mà chỉ thuần túy là đừng có để ý đến nó nữa mà thôi. Như vậy là đủ rồi. Nếu anh ta nghĩ nó là con cọp giấy và anh ta có cái sự lựa chọn như vậy, thì đây cũng là một cái sự lựa chọn đúng đắn để anh ta không bị nó hãm hại. Và cũng giống như là hai người trước, cũng y như thế, cả ba người đều có ba cái sự lựa chọn khác nhau tùy vào cái quan điểm của họ, và cả ba cái sự ứng xử đó cũng đều là đúng đắn so với lại cái nhìn của họ. Và như vậy thì mỗi một người trong ba người đó cũng đến được cái đích của họ là không có bị con cọp nó hãm hại. 那么第一个，第一种人的话，我们确实是我们绝大多数的人在现实生活当中，我们就是这么认为的。这个痛苦，它确实是一个实实在在的东西，它一定会打击我们，我们如果遇到了痛苦，那么这样子的话，我们是没有任何的办法去解决它，所以它一定会折腾我们。就是这样子以后呢，我们为了不遇到任何的痛苦，所以我们想很多很多的办法，比如说我们去赚很多的钱，然后呢就是买很多的保险，等等等等，这些都是我们为了回避这个痛苦。 The vast majority of people belong to the first type. Or the first category, and that is in everyday life perceive suffering as something very real and very concrete, something that necessarily injures us or harms us if we make contact with us. And given that we have no way of addressing this suffering, and that when we do encounter it, it will necessarily cause us problems, we come up with all kinds of ways and means to avoid suffering, such as making a lot of money, purchasing a lot of insurance packages, etc. Thực sự là phần lớn người ta thuộc vào cái loại người thứ nhất. Họ nhìn thấy rằng đau khổ là có thật, đau khổ là chắc và đặc và hiện hữu theo cái cách đó, có nghĩa là đau khổ có thể đem đến cái sự hại họa cho chúng ta, có thể làm thương tổn chúng ta và không ai muốn chạm mặt với đau khổ cả. Họ cũng nhìn thấy rằng đau khổ hàng ngày đó là những cái gì mà người ta không có thể nào chống chọi được, không biết làm sao để tiếp cận. Và như vậy vì không có muốn tiếp cận cho nên họ muốn lánh xa. Và nếu mà phải tiếp cận với đau khổ thì họ thấy đây là những cái vấn đề to lớn và họ tìm đủ mọi cách để mà có thể lánh xa những cái điều này. Cũng giống như là một người, người ta đi làm ra rất nhiều tiền và người ta mua bảo hiểm vì người ta không muốn phải chạm mặt với lại đau khổ. And these means of avoidance are essentially the way that ordinary people go about confronting suffering. Và tất cả những cái phương thức, những cái cách thức để mà tránh xa đau khổ này thường thường là cái cách mà những người phàm phu, những người bình thường như chúng ta tìm cách để mà đối trị hay là tiếp cận với đau khổ. 那么这个今天我们不需要降，因为这个大家都非常的清楚，我们的生活当中每一天都在做，就是为了回避，就是为了躲避。比如说，为了不生病，为了不失业，为了不贫穷，然后我们每天都做很多很多的事情，这个大家都会，大家都懂，所以我们今天不降这个第一个面对的方法。
This first way of confronting, or rather avoiding suffering, I'm not going to go into any further tonight because everyone knows about it only too well. This is the approach that we take in our everyday lives. We deploy all kinds of means to avoid getting sick, becoming unemployed, becoming poor, etc. So because we know so well about this way of approaching suffering, I'm not going to talk about it any further this evening. Thưa, cái cách thức mà chúng ta tiếp cận hay là đối trị hay là lánh xa những cái sự đau khổ của cái loại người thứ nhất này, Ngài nói rằng tất cả chúng ta ai cũng đã biết rất là rõ về những cái điều này, cho nên chúng ta không có nói thêm về cái điều này tối hôm nay. Ai trong chúng ta cũng tìm những cái phương thức làm thế nào để mà đừng có bị bệnh tật, đừng có bị thất nghiệp, đừng có bị nghèo khó. Chúng ta biết quá rõ về những cái điều này rồi, cho nên tối nay Ngài sẽ không có giải thích thêm về những cái điều này. What I would like to talk about is the second means of approaching suffering and the third means of approaching suffering. Và cái mà Ngài nói rằng tôi muốn nói chuyện với các bạn tối hôm nay là cái cách thức của cái loại người thứ nhì và cái cách thức của loại người thứ ba. Khi loại người thứ nhì và loại người thứ ba phải đối mặt với lại đau khổ thì là như thế nào? 我们, 大家都知道我们 现实生活当中，我们一直都在回避这个痛苦，一直都在想办法远离痛苦。但是呢，我们就是没有办法回避，没有办法回避。我们越害怕，越是想回避，就越回避不了。我们的生活当中处处都有各种各样的痛苦。 我们越害怕这个痛苦，那么痛苦离我们越近，所以我们大家都知道了，这种方法实际上就是一个失败的这个方法，行不通，所以我们得找一个新的方法，这样子也许我们可以比较轻松的处理这些生活当中的痛苦。 So everyone knows how in everyday life we seek to avoid suffering, we seek to maintain distance from suffering, but in actual fact we're not able to do so. The more we fear suffering, the more we seek to avoid it, the less we're in fact able to do so, and the closer it appears that we actually come to suffering. So we can see then that this is an approach that is bound to fail. For this reason, we need to find a new way of approaching suffering that might allow us to solve or confront our sufferings in everyday life in a more relaxed manner. Tất cả chúng ta cũng biết là hàng ngày đó chúng ta muốn lánh xa những cái sự đau khổ, chúng ta muốn giữ một cái khoảng cách với sự đau khổ, nhưng mà chúng ta không có cái khả năng để thực sự là làm được cái việc đó, bởi vì chúng ta càng cảm thấy đau khổ bao nhiêu, càng muốn lánh xa những cái sự đau khổ bấy nhiêu, thì cái khả năng để mà chúng ta có thể đạt được cái chuyện này nó lại càng giảm thiểu, nó lại càng ít hơn, là bởi vì càng muốn lánh xa đau khổ thì gần như là chúng ta lại càng trở nên gần gũi hơn với đau khổ, là bởi vì cái cách thức mà chúng ta muốn lánh xa đau khổ này thực sự là nó dễ đi đến cái sự thất bại nhiều hơn là thành công. Như vậy cho nên chúng ta cần phải tìm những cái phương thức mới hơn, những cái phương thức mới mẻ để mà có thể tiếp cận được với đau khổ trong một cái trạng thái tâm thức mà nó thư giãn hơn. 首先第一个步骤就是我们要在这个理论上明白一个道理，是什么道理呢？原来痛苦 也可以是跟他相处，如果相处的好的话，他就不会伤害我，他不会伤害我，就像老虎一样，就像老虎，泰国有一个寺庙就叫做这个老虎寺，然后这个寺庙的僧人跟很多很多的老虎经常在一起，但是这些老虎呢没有去伤害这些僧人。同样的，我们理论上
首先要明白啊，这个痛苦也是可以把它变成啊，把它成为啊幸福或者快乐，至少啊不会啊有太大的这个杀伤力啊。这个我们首先是理论上要明白。The first step of this process is understanding in theory the principle that suffering is something that we are able to coexist with. And if we're able to coexist with it well, then suffering won't harm us. It's like a tiger. In Thailand, there's a monastery called Tiger Monastery or the Tiger Temple, and in this monastery there are many tigers and they coexist with the monastics there without harming them. So the first thing we need to do is understand in theory that suffering is something that is possible to transform into happiness, or at least to transform it to a point where it has very minimal capacity to harm us. The first thing is gaining a theoretical grasp of this principle. như vậy cái bước đầu tiên của chúng ta là như thế nào? Là khởi đầu chúng ta cần phải có được một cái sự hiểu biết, cho dù là thuần lý thuyết đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự hiểu biết về đau khổ, cái nguyên lý của đau khổ là như thế nào, là chúng ta có thể cùng sống chung được với sự đau khổ. Và nếu mà có thể sống chung được với đau khổ thì đau khổ sẽ không có còn đem đến cái sự hãm hại chúng ta nữa. Ví dụ như là có một cái ngôi chùa bên Thái Lan, người ta gọi rằng chùa này là chùa cọp, là bởi vì ở trong cái ngôi chùa này có rất là nhiều những con cọp, và những con cọp này nó sống chung với lại chư tăng ở trong chùa, và nó không có đem đến cái sự hại họa nào cho chư tăng ở trong chùa cả. Như vậy thì cái nguyên lý của đau khổ là như thế nào? Là chúng ta có cái khả năng để mà có thể chuyển hóa được đau khổ trở thành ra hạnh phúc, hoặc là ít nhất là cũng có được một cái khuynh hướng là những cái đau khổ này nó không có hãm hại được chúng ta. Cho nên ở cái mức khởi đầu thì chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết trên lý thuyết về cái điều này. 那么这个方法啊是什么呢？这有很多不同的方法。那么这些方法里面呢，我们今天要给大家介绍有几个方法。这几个方法，我们今天啊所有人啊稍稍做一点训练，这样子的话，到时候我们都能够用得上。啊，就是一个这样子，我们都能够用得上的一个啊几个。这样子的方法给大家介绍。So in respect of transforming suffering into something that won't harm us, there are many different methods or methods of practice that we can use. I'd like to introduce several tonight, and these methods are something that everyone here this evening, with just a little bit of practice, can surely put to use in their lives.Và như vậy đối với cái việc mà chuyển hóa khổ đau trở thành ra hạnh phúc đó, thì có rất là nhiều những cái phương pháp và những cái pháp tu khác nhau. Như vậy thì ngày hôm nay thầy nói rằng tôi muốn chia sẻ với các bạn về những cái phương pháp này, một số những cái phương pháp để mà chuyển hóa được đau khổ thành ra hạnh phúc. Và nếu mà các bạn biết cách để mà áp dụng những cái phương pháp này trong đời sống hàng ngày,thì các bạn có thể chuyển hóa được khổ đau trở thành ra hạnh phúc. Đó là nếu mà các bạn biết ứng dụng những cái phương pháp này trong đời sống hàng ngày. 比如说有一天我们某一个人就得了绝症就是比如说癌症晚期没有办法治疗那么这样子的时候呢，然后我们的因为身体就是得一个这样子的病，它有很多很多的客观的因素，因为很多的客观的因素，这现在几乎就是没有办法改变没有办法改变。但是呢，它会不会是一个非常非常非常严重的痛苦这个还得要看我们自己的心态。Let's suppose that one day we are diagnosed with a
terminal illness, say late stage cancer, there are many objective reasons for us developing this cancer, and let's just say that it's not possible to intervene at this stage. Well, even though it might not be possible to change the condition of our illness, as to whether this illness constitutes a major form of suffering or not, this really depends on our attitude. Bây giờ ví dụ như là một ngày kia chúng ta biết ra rằng chúng ta đang bị bệnh ung thư và bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, thì nó có rất là nhiều những cái lý do chủ quan để mà chúng ta bị mắc phải vào một cái căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Và có thể nói là bây giờ không có còn con đường nào khác để mà quay ngược lại nữa. Và cũng không có còn có cái khả năng để mà có thể thay đổi được cái cơn bệnh này, cái căn bệnh này. Thì như vậy, nếu mà bị một cái căn bệnh như vậy, thì cái sự kiện là chúng ta cảm thấy khổ đau hay không là nó đều tùy thuộc vào cái thái độ của chúng ta. 得绝症，这个是我们刚才讲的，是客观的因素，现在是没有办法改变，现在这个时候我们失去了什么呢？失去了健康，失去了健康，那么失去了以后呢，这个是没有办法再把它拿回来，没办法的，但是这个会不会跟 成为一个对他一个很大的打击、伤害、痛苦，这个取决于他的心态，以他的心态来决定，并不是这个绝症来决定。我们很多人觉得得了这么严重的病，怎么可能不痛苦呢？一定会很痛苦的，但是不一定。 So the fact of us developing a terminal illness is an objective fact. There's what we have lost is our health. There is no way to restore it or to recuperate it. However, as to whether this terminal illness manifests as a major source of suffering, negative impact, etc., really is determined by our attitude. It's not determined by the illness itself. But this is not how many people see it. Many people would think, well, if you've got a serious illness, necessarily one would feel suffering. But in actual fact, this is not necessarily the case. Dạ thưa con xin sám hối, hồi nãy thầy nói là khi mà chúng ta mắc vào cái bệnh ung thư này đó, đây là những cái có những cái yếu tố khách quan, hồi nãy nói nhầm là chủ quan, nhưng mà thực sự là có những cái yếu tố khách quan đã xảy đến để đưa đến cái căn bệnh này. Như vậy cho nên khi mà chúng ta vướng phải cái căn bệnh như là ở cái giai đoạn cuối như thế này, cái căn bệnh trầm kha như vậy, thì cái mà chúng ta đánh mất là chúng ta đánh mất đi sức khỏe của chúng ta, không có còn cách nào để mà chúng ta có thể phục hồi lại được sức khỏe nữa. Tuy nhiên, nếu mà gặp một cái căn bệnh như vậy, thì cái điều này thực sự nó có phải là một cái nguồn gốc để đưa đến đau khổ hay không? Nó có thể ảnh hưởng tai hại đến chúng ta hay không? Cái điều này nó không phải là đến từ chính cái căn bệnh đó, mà nó đến từ chính cái thái độ của chúng ta. Cho nên đối với rất nhiều người thì họ thấy khi mà họ bị mắc bệnh như vậy, thì họ thấy đây là bệnh, đây là khổ, và họ thấy là cái chuyện đau khổ là cái chuyện dĩ nhiên, cái chuyện cần thiết để mà đau khổ, nhưng mà thực sự không có cần thiết để mà phải bị đau khổ như vậy. 现在请大家留意，请大家注意，我要给大家介绍第一个具体的方法。 So please everyone pay attention. I'd like now to introduce the first method we can use. Và thưa thầy nói rằng như vậy thì xin mọi người trong đại chúng hãy lưu tâm một chút, hãy quan tâm đến những cái điều mà thầy sắp nói ở đây, vì bây giờ thì thầy muốn hướng dẫn cho chúng ta về một cái phương thức của cái loại người thứ ba. 第一个方法就是接受这个现状，不要去拒绝，这个时候拒绝身体上是没有办法拒绝了，然后心理上拒绝了以后呢，
然后这个身体的啊痛苦会更加的恶化啊，会更加的严重。所以这个时候第一个方法是接受，要接纳它。So the first approach we can take is to accept the reality as it is and not resist it. So the fact of our physical illness is something we can't change. However, if we resist this illness at the level of our minds, then our physical situation or our physical suffering will only get worse. So the first approach is one of acceptance of reality as it is. Như vậy thì cái cách tiếp cận thứ nhất là như thế nào, là chúng ta nhận ra rằng đau khổ là có thật như nó là, nhưng mà chúng ta chấp nhận chứ chúng ta không có như là cưỡng lại, bởi vì đây là một cái căn bệnh mà chúng ta không có thể nào thay đổi được. Cho nên nếu mà chúng ta cưỡng lại, dù là cưỡng lại ở trong tâm của chúng ta, thì cái điều này nó cũng chỉ làm cho mọi việc nó tồi tệ hơn mà thôi, và nó làm cho căn bệnh nó cũng tồi tệ hơn. Như vậy cho nên thì chúng ta chấp nhận cái thực tại là như vậy và chúng ta không có cưỡng lại. Như là chúng ta vừa nói về người thứ hai, khi nhìn thấy con lợn thì là không chỉ không sợ hãi, không từ chối, 而且他心里高兴啊，我要让他变成我的宠物啊，就是这样子。这个时候呢，痛苦啊，我要把它变成我的一个啊正能量啊，我的一个正面的能量啊，就是以这样子的心态去接受。So, this approach corresponds with 第二种人吧。Corresponds with the second type of person. So upon seeing the tiger, not only does not experience fear or resistance, but actually seeks to make the tiger their pet and turn the tiger into a sense of positive force in their lives. 比如说有些东西啊，它的表面上啊，它的表面上就是一个我们不太喜欢的啊，不太喜欢的。但是呢，它这个不喜欢的背后呢，其实真的是有一些东西是对我们很有帮助的。In life, there are some things that on the surface or at a surface level we really don't like, but beneath that surface.Or at a deeper level, they're actually quite beneficial to us. Beneath the surface, right? Yeah, or at a deeper level. Okay. Dạ vâng, dạ thưa, hồi nãy thầy nói là như vậy, đối với cái cách mà chúng ta tiếp cận khổ đau, chúng ta không có cưỡng lại mà chúng ta chấp nhận đó, thì nó tương ứng với lại cái loại người thứ nhì, là bởi vì người này tuy là nhìn thấy con cọp nhưng mà không có cảm thấy sợ hãi và cũng không có chống cự lại, không có cưỡng lại nó. Và người đó muốn làm cho con cọp trở thành giống như là một con thú nuôi ở trong nhà. Người đó đối diện với con cọp với lại một cái tâm tưởng, một cái năng lượng tích cực. Đối lại với lại những cái đau khổ trong cuộc sống mà có được một cái năng lượng tích cực.Và như vậy cho nên ở trong cuộc đời này đôi khi ở cái bề mặt đó thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái sự đau khổ, nhưng mà sâu ở phía dưới đó, sâu ở phía dưới thì chúng ta mới thấy rằng đau khổ có thể đem lại cho chúng ta những cái sự lợi ích. 比如说啊，相貌很丑的、很难看的一个男的或者女的啊。那么第一眼人们看到的时候呢，他们可能也许不太喜欢啊，但是如果发现他是一个非常善良的啊，非常真诚的，就是一个非常好的人的话，那么逐渐的很多人会接受他，很多人会喜欢他。Just like a man or woman whose appearance is unsightly.Maybe at the beginning, people won't particularly like them for this reason, but upon discovering that they're actually very kind, honest, and good, gradually they will come to accept them and eventually like them very much.
Và cũng giống như là một người đàn ông hay là một người phụ nữ, có thể là cái diện mạo, dung mạo bên ngoài nhìn nó rất là gớm ghiếc, nhưng mà khởi đầu thì người ta nhìn thấy những người này và người ta cảm thấy không có ưa thích những người này, nhưng mà càng về sau thì họ lại càng nhận ra rằng người phụ nữ hay là người đàn ông này thực sự là rất là tử tế, rất là chân thành và rất là thiện lành. Và rồi rút ráo thì người ta cảm thấy là người ta chấp nhận được người đàn ông hoặc là người phụ nữ này và cảm thấy là ưa thích họ rất là nhiều. Hay có, mấy có thang và mấy có nhiều nái tờ hẳn nông tờ cà phê. À, bút đồng tờ hở cà phê tờ rẩn và hở chí lại trê cơ vây đào chuyên sư sở hở khu, yếu khu, yếu sơ. À, đàn sư hở lấy yí hậu nè, à, tờ chứ hủy yếu yếu hủy xăng, hủy vị. À, sở yí, dưới hậu hải sư hủy, hẳn đô rần hủy xí hoàn tờ. Or, for example, coffee with no milk or no sugar. That is extremely thick for people who are not used to drinking coffee. This is the most bitter taste imaginable. However, afterwards, this kind of coffee can leave a pleasant aftertaste. Ví dụ như là bây giờ chúng ta nói đến chuyện uống cà phê đi. Uống cà phê mà không có uống với sữa và cũng không có uống với đường thì nó đắng nghét và nó đặc sệt. Thì đối với những ai không có quen uống cà phê thì cảm thấy là không có thể nào mà chịu đựng nổi cái loại cà phê như thế này. Nhưng mà sau một thời gian thì họ uống quen rồi thì nó để lại một cái vị rất là đậm đà sau khi uống. 3-4岁的小孩, 一看到要打针, 就哭就跑, 然后呢, 成年人, 主动的去, 接受主动的去打针, 因为这两个为什么呢? 感觉都是一样的, 小孩子, 这个打针的时候有, 疼痛这种感受, 成年人也有一点, 但是呢, 他们小孩就不知道这个打针的结果, 所以他就拒绝, 然后呢, 成年人他知道, 他知道虽然有一个这样子的感受, 但是呢, 他认为这个可以给他治病, 所以他接受。 Or we could say it's like the difference between a child of 3 or 4 years of age and an adult in terms of getting injections. Young children run away at the prospect of having an injection, whereas adults accept it stoically. Now, the reason for their differences in responses is not because the pain is any less for adults, but whereas children don't understand the result of having an injection, adults do, and for this reason are willing to accept the procedure. Và cũng như thế, ví dụ như là bây giờ chúng ta có một đứa bé 3-4 tuổi và một người lớn. Khi mà đứa bé và người lớn bị chích thuốc thì cả hai người đều có những cái phản ứng khác nhau. Đứa bé nếu nó biết rằng nó sắp bị chích thuốc thì chắc là nó sẽ bỏ chạy. Nhưng mà người lớn thì chấp nhận cái chuyện đó. Như vậy, cái lý do ở giữa hai cái sự khác biệt này, nó không phải là bởi vì một người thì cảm thấy ít đau hơn. Thực sự cả hai cái đau đều giống như thế. Nhưng mà bởi vì cái đứa bé đó nó chưa thực sự hiểu được cái lý do của cái việc phải chích thuốc. Trong khi người lớn thì hiểu được cái lý do này và chấp nhận cái điều đó. 请大家注意,痛苦就像这个没有牛奶和这个糖的咖啡,就像长相不太好的善良的人,就像给我们治病的针,就是这样子,痛苦的表面,是一个 大家都不喜欢的一个感受,不管是发生在肉体上,或者是这个精神上,我们大家都不欢迎它,因为它的这个表面给我们的这种感觉,就是一个不是我们很喜欢的东西,这种感受是一个我们不太喜欢的东西。但是在这个后面呢, 确实是有一些好的东西,完全是我们可以用的, 所以大家
要知道痛苦也就跟他们是一样的。So please, everybody, make note that suffering is just like coffee with no milk or sugar. It's like a kind and honest person who is not particularly good looking, or a painful injection that is capable of curing our illness. On the surface, suffering always manifests in a feeling that is unpleasant, a feeling that no one likes, regardless of whether it's suffering of a psychological nature or suffering of a physical nature. No one welcomes this feeling. However, beneath the surface of this experience, suffering is extremely, or can be, very beneficial for us. Như vậy cho nên xin tất cả mọi người trong đại chúng xin hãy lưu ý về cái điều này. Hãy nghĩ đến đau khổ cũng giống như là uống cà phê mà không có đường, cũng không có sữa. Hãy nghĩ đến đau khổ giống như là một người dung mạo nhìn không có xinh đẹp, nhưng lại là một người vô cùng tử tế, chân thực và là một người thiện lành. Hoặc là cũng giống như là khi chúng ta bị chích thuốc để mà có thể ngừa bệnh hay là chữa được căn bệnh của chúng ta. Và khi mà chúng ta bị đau khổ thì chúng ta sẽ có những cái cảm xúc nó không có được tươi vui, nó rất là khó chịu. Không ai muốn có những cái cảm xúc như vậy, dù là những cái cảm xúc đó thuộc về vật lý, về thân hay là thuộc về tâm, thuộc về tinh thần. Không ai muốn chào đón đau khổ cả, nhưng mà phải hiểu rằng nằm ẩn tàng ở dưới những cái sự đau khổ này là một cái sự lợi ích cực kỳ to lớn cho chúng ta. Họ chí xa lại, ngộ mến. 去了解一下啊，痛苦到底它有什么样的优点 ？So, from here, I'd like to talk a little bit about the nature of the benefit that suffering can bring us. Như vậy thì bắt đầu từ điểm này trở đi, ngài nói rằng tôi muốn nói một chút với các bạn về cái đặc tính của những cái sự lợi ích của những cái đau khổ, nghĩa là những cái đau khổ này đem đến cho chúng ta những cái lợi ích gì và cái đặc tính của những cái sự lợi ích này là như thế nào. Trong truyền Phật giáo của lịch sử có một vị rất nổi tiếng là một nữ hành giả thành công, tên là Bichuni Huangmo. Huangmo, đúng không? In the history of Tibetan Buddhism, there was an extremely outstanding female nun, and her name was Huangmo. Ở trong lịch sử của Phật giáo Tây Tạng có một vị ni sư. Đây là một vị ni sư rất là tuyệt vời, đứng đầu. Xin lỗi, là một cái người rất là tuyệt vời và là một trong những người đứng đầu. Trong lịch sử của Phật giáo Tây Tạng, tên của vị ni sư này là Huangmo. Bichuni Huangmo, 他为什么成为藏传佛教的历史上的最优秀的啊最出色的这个女性的这个成就者呢？就是因为他得了麻风病啊，就是因为他得了麻风病啊，他最后这个麻风病啊。不但没有让他倒下，而且他就成为最优秀的女性的成就者。So how was it that this nun Huangmo became the most outstanding, most exemplary, enlightened female practitioner in the history of Tibetan Buddhism? The reason is that she contracted leprosy, but the illness did not conquer her, rather it enabled her to generate great realization. Tại sao, cái lý do nào mà vị ni sư Huangmo này đã trở thành là một người chứng ngộ bậc nhất ở trong Phật giáo Tây Tạng, là một cái tấm gương sáng của một vị nữ hành giả giác ngộ? Cái lý do là bởi vì bà đã gặp phải cái bệnh phong cùi, nhưng mà cái căn bệnh này đã không có chiến thắng bà,
mà thực sự nó đã cho bà cái cơ hội để mà có thể đạt đến được một cái sự chứng ngộ vĩ đại. 如果他没有得这个麻风病的话，那么他就是一个非常非常普通的一个家庭主妇，任何人都不会知道，更何况我们今天的人啊，当时也没有也不会有太多人知道他。 If she hadn't have contracted leprosy, then she just would have been a normal housewife, and no one would have ever heard of her. Certainly, those of us here this evening would have never heard of her. Giả sử nếu mà bà chưa từng bao giờ mắc bệnh phong cùi, bà sống đời sống của một người nội trợ bình thường như những người nội trợ khác, thì chắc chắn là ngày hôm nay và tối hôm nay không có ai trong chúng ta sẽ được nghe về danh tiếng của bà. 另外一个就是藏传佛教历史上最最最优秀的成男性的成就者之一，像密拉日巴大师，也就是他的亲戚的侮辱和歧视，最后他就成为最优秀的这个成就者。 And another example would be the most outstanding male practitioner or enlightened practitioner of the Tibetan tradition, Milarepa, who, due to the insult and discrimination of his relatives, was motivated to engage in his practice. Và một cái gương sáng thứ nhì ở trong Phật giáo Tây Tạng, một người nam hành giả đã đạt đến giác ngộ. Ở đây chính là Đức Milarepa, là bởi vì xuyên qua những cái sự như là nhục mạ và đối xử tệ mạt của những người bà con của ngài, mà điều này đã như là tạo một cái niềm hứng khởi cho ngài để mà ngài có thể tu tập. Rằng của mình hiện đại xã hội trong, có những người, ví dụ như họ đã là AIDS bệnh, 然后呢，从此以后，他特别特别的关心和关爱艾滋病的病毒携带者，或者是患者，然后呢，他就投入了这个就为这个艾滋病的群体服务，然后他的这个最后的只有一段时间，他生命的最后的这个一段时间，就变得特别特别有爱心。 特别特别有意义，甚至超过了他这个之前的一辈子的这个时间。 Or in contemporary society, there are many people who contract AIDS, and as a result of doing this, become very concerned about other AIDS sufferers and devote their life to service to other AIDS sufferers, and towards the end of their period of suffering become consumed by great love and compassion for others, to the extent that what they experience exceeds all that they have experienced in this regard throughout the rest of their previous lives. I'm sorry, what about the previous life? The love and compassion that they manifest towards others is greater in the towards the end of their illness, as a result of their illness, than anything they have experienced up until that point. Okay. Dạ thưa, hoặc là chúng ta có một số những cái ví dụ khác ở trong xã hội hiện đại. Có rất là nhiều người đã gặp phải bệnh AIDS, nhưng mà thay vì là đau khổ về cái bệnh này, thì họ lại cảm thấy rất là quan tâm đến những người khác có cùng một căn bệnh. Và họ đã sử dụng toàn bộ cái cuộc đời của họ để mà tìm cách phụng sự những cái người đang bị bệnh AIDS khác. Như vậy cho nên thay vì là họ bị đau khổ, thì cái sự đau khổ đó của họ nó đã tiêu tán do bởi cái năng lượng của lòng từ bi, của tình thương mà họ đối với những người khác. Đây là một cái tình thương vĩ đại đến từ cái sự quan tâm đối với những người khác, và họ bỏ ra toàn bộ cuộc đời để mà làm cái việc này, là chăm sóc phụng sự cho những người có cùng căn bệnh như họ. Và cho đến cái thời điểm đó, cái thời điểm của cuối cuộc đời, thì cái căn bệnh của họ nó không phải là cái gì đem đến cho họ đau khổ nữa, mà bởi vì cái căn bệnh này nó đã được hóa tan do bởi chính cái tình yêu thương vĩ đại của họ dành cho những người khác.
好，这些都是理论啊，这些都是理论。然后具体的这个做法是什么呢？啊，不管是觉症啊、得了觉症，或者是其他的任何事情啊，就是我们啊遇到了这样子的这个痛苦的时候呢，然后我们不要去想啊，就我为什么这么倒霉呢？为什么轮到我了呢？为什么是我呢？啊，就不要这么认为。这个时候呢，我们啊很乐意的去接受。这个时候我们应该想，好，这下子机会来了啊！我要通过这个啊病或者是其他的痛苦，我一定要啊成长我自己的慈悲心啊，成长我的智慧啊，我一定要提升我自己啊。这个机会，平时我没有生病的时候，没有遇到这些困难的时候啊，是做不到的啊。现在就是一个我生命当中的一个关键的时候啊，这个我千万不能浪费，我要接受啊，我要珍惜这个机会啊，用这样子的心态去面对啊我们生活当中的各种各样的挫折，各种各样的痛苦。So what I've been talking about here is essentially theory. In terms of actual practice, what we need to go about doing is when we encounter a particular form of suffering, whether it be a terminal illness or any other kind of suffering, what we first should not do is say to ourselves, oh, I'm so unlucky. Why me? Why has this happened to me? Instead, we should gladly accept the suffering that has come upon us and think instead that, aha, an opportunity has arrived, and take advantage of this opportunity as a way to develop our own compassion and wisdom. Under ordinary circumstances, when we're not sick or when we're not in such a situation of suffering, we don't have the chance to develop our compassion and wisdom in this way. So we should look upon this moment of suffering as a critical juncture, an opportunity that we can't afford to waste. And on this basis, cherish and accept the suffering. So this is the attitude with which we should confront all kinds of suffering and obstacles that crop up in our lives. Những gì mà thầy nói rằng tôi nói đến đây là tôi đang nói đến cái vấn đề lý thuyết. Nhưng mà bây giờ thực sự là khi chúng ta muốn thực hành những gì mà tôi vừa mới nói thì chúng ta cần phải thực hành như thế nào? Ví dụ như là bây giờ chúng ta chạm mặt với những cái sự đau khổ, chúng ta chạm mặt với bất kỳ một cái hình thức bệnh tật hay là bất kỳ một cái hình thức đau khổ nào đó. Thì cái cách mà chúng ta nên ứng xử là như thế nào? Là khởi đầu thay vì chúng ta nói rằng tại sao tôi lại kém may mắn như thế? Thì thay vì như vậy, chúng ta phải ngay lập tức chấp nhận cái điều này và nghĩ ngay rằng, aha, đây là một cái cơ hội nó vừa mới khởi hiện lên và bây giờ tôi cần phải nắm lấy cái cơ hội này. Đây là một cái cách để mà tôi có thể trưởng dưỡng được lòng từ bi và trí tuệ. Bởi vì nếu mà chúng ta sống một cách an bình, chúng ta không gặp phải bất kỳ một cái sự đau khổ nào, thì không có một cái phương tiện để cho chúng ta có thể phát triển được cái lòng từ bi và trí tuệ của chúng ta. Không có cách nào để mà có thể phát triển được từ bi và trí tuệ nếu không có đau khổ. Cho nên khi mà gặp phải đau khổ thì phải nghĩ rằng tôi đang ở một cái ngã ba đường rất là quan trọng và tôi không có thể nào đánh mất cái cơ hội này. Và như vậy cho nên phải biết dùng cái cơ hội này như là một cái cách để mà giúp cho chúng ta đối mặt được với đau khổ bằng cách là chúng ta hãy đón nhận đau khổ, chúng ta hãy trân quý đau khổ và chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải có một cái thái độ rằng tất cả mọi đau khổ đến với tôi đều là một cái phương tiện, một cái cơ hội để mà giúp cho tôi có thể trưởng dưỡng được lòng từ bi và trí tuệ. Trong lúc này, sẽ phát sinh một hiện tượng rất kỳ lạ. 啊，就是我们很乐意的去想去接受它啊，这样子的时候呢，那么一下子啊，痛苦就不见了啊，
主要是我指的是精神上的痛苦啊，肉体上的痛苦不会那么一下子就消失。很乐意的去，我要想去接受它的时候呢，然后突然间痛苦呢啊，痛苦不在了啊，这个时候就是老狐啊，就变成了我们的宠物。So when we move to accept our suffering in this way, a strange phenomenon occurs. That is, when we willingly accept it, suffering disappears just like that. What I'm speaking about here, though, is psychological suffering, namely, physical suffering doesn't disappear as easily as that. But what we find is that when we are able to accept suffering, then it often ceases to exist. And we can liken this to the tiger transforming itself into our pet. như vậy nếu mà giả sử bây giờ chúng ta đi đến cái sự lựa chọn là chúng ta sẽ chấp nhận đau khổ thì đôi khi có những cái hiện tượng rất là kỳ lạ nó sẽ xảy ra bởi vì nếu mà chúng ta như là nhất quyết chấp nhận cái sự đau khổ này chúng ta tự nguyện chấp nhận cái sự đau khổ này thì đôi khi cái sự đau khổ nó sẽ biến mất đi lẽ dĩ nhiên nếu mà chúng ta bị đau khổ về thân hay là về vật chất thì không có dễ dàng để mà cái căn bệnh nó biến mất đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta đi đến được cái sự lựa chọn và chấp nhận đau khổ thì có vẻ giống như là cái sự đau khổ tự nó sẽ biến mất. Giống như là khi mà chúng ta có thể chuyển hóa để cái con cọp nó có thể biến thành ra là một cái con thú nuôi ở trong nhà. Rồi, 我们的精神上啊，就是接受了这个痛苦啊，然后我们也发现，我可以通过这个痛苦啊，可以做一些平时我做不到的这样子的事情啊，这样子很开心的去这个接纳啊这个痛苦的这个时候呢啊，然后。因为我们的这个意识啊，精神上的这个喜悦啊，这个喜悦，然后压住了我们的肉体的这个啊疼痛的感受，所以肉体的疼痛的感受，第一个它不会那么的明显，一定会减少的，啊，一定会减少。然后呢，第二个，因为这个喜悦。这么好的一个心态，然后影响到这个身体，然后本来是不能治的病啊，就是因为有了我们的意识的帮助啊，然后现在就可以治啊。本来是要有需要几个月的时间啊，现在就一个月啊就可以痊愈啊，这样子有这个作用。So by psychologically accepting suffering.We can discover that it is possible to use this suffering to do things or cultivate things that we're not ordinarily able to do so. So by thinking in this way, by happily confronting suffering, the happiness or the joy that arises from this attitude has the capacity to suppress physical suffering such that it no longer manifests so strongly. So by approaching suffering with a positive mindset, it is possible to reduce the physical manifestations of suffering. It's also possible with a positive attitude, our positive attitude to actually impact on our body such that certain sicknesses that were to begin with not curable or perhaps only curable within a relatively long period of time become curable in a shorter period of time. Như vậy cho nên dựa vào cái sự chấp nhận tinh thần của chúng ta như là theo như là
tâm lý mà chúng ta chấp nhận được cái điều này thì chúng ta sẽ khám phá ra được rằng đôi khi vì nhờ cái sự khổ đau này mà chúng ta có thể làm được một số điều nào đó hoặc chúng ta có thể trưởng dưỡng được một số điều nào đó mà bình thường chúng ta không làm được những điều này, nhưng mà bây giờ nhờ có cái sự đau khổ đó mà chúng ta chấp nhận nó thì chúng ta lại làm được những cái điều này. Và khi mà đã có một cái tinh thần chấp nhận như thế thì đôi khi chúng ta sẽ tìm thấy được một cái niềm vui. Cái niềm vui đến từ chính cái thái độ chấp nhận của mình. Và chính cái niềm vui và cái thái độ chấp nhận này nó có thể như là một hình thức nào đó, như là đè bẹp cái sự đau khổ về thân hay là về vật lý của chúng ta. Hoặc là cái sự đau khổ về thân, về vật lý đó nó sẽ không có còn quá mạnh mẽ nữa, mà chính nhờ cái thái độ này đôi khi cái sự hóa hiện của cái đau khổ nó sẽ giảm thiểu, là do bởi có một cái thái độ tích cực như vậy mà nó cũng sẽ đưa đến một cái kết quả tích cực ở trên thân của chúng ta. Và có những cái căn bệnh đôi khi người ta tưởng rằng không có chữa lành được, hoặc là có những cái căn bệnh mà đôi khi mất rất là lâu thời gian để mà chữa lành, nhưng mà do bởi cái sự tích cực, cái thái độ tích cực của mình mà có thể là nó được chữa lành trong một cái thời gian ngắn. Đồng thời, chúng ta cùng xem thống khổ của vài cái ưu điểm. Đầu tiên, 痛苦让我们增长我们的这个慈悲心和菩提心，因为我们有了病痛以后呢，然后我们更加的懂得去关心关爱有痛苦的人。So looking at the benefits that suffering can bring us, the first is that suffering enables us to increase our compassion and bodhicitta. The reason for this is that with suffering and that suffering and illness teach us to care more for others who are in positions of suffering and pain. Như vậy, bây giờ khi mà chúng ta muốn nhìn đến những cái lợi ích mà đau khổ có thể đem đến được cho chúng ta đó, thì đầu tiên là chúng ta phải nghĩ rằng đau khổ giúp cho chúng ta có thể tăng trưởng được lòng từ bi và bồ đề tâm. Cái lý do tại sao là như vậy là bởi vì bây giờ với sự đau khổ, với những bệnh tật mà chúng ta mang vào người, những cái điều này dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải quan tâm đến những người khác, những cái người mà có cùng đau khổ, có cùng bệnh tật như mình. Thứ hai, 痛苦, 能让我们消除 我们的这些过去的罪过罪业，为什么生病呢？为什么痛苦呢？就是这个，当然有很多客观的因素，但是呢，其中有一个主要的因素，就是因为我们过去造业，上一世我们造了很多的业，比如说去杀人或者是杀生这样子的这个罪过，现在成熟了，那么这个时候我们的这个 痛苦可以帮我们消业，表面上看这个感受是不是很喜欢的，但是呢，它可以让我们做这些事情。The second benefit of suffering is that it can assist us to dispel negative karma. Of course, the reasons for our suffering, there are many objective causes. However, one main reason is negative karma that we have accumulated due to misdeeds committed in the past, such as killing or hurting people. And the negative karma accumulated in the past is ripening, manifesting now in this particular instance of suffering. So even though on the surface we don't like suffering as it manifests, it can assist us to dispel negative karma in this way. Và cái lợi ích thứ nhì của cái việc là chúng ta phải chịu đau khổ là chính những cái sự đau khổ này nó giúp cho chúng ta có thể phá trừ, hóa giải được tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta đã từng tạo trong quá khứ. Là dĩ nhiên có rất là nhiều những lý do khách quan tại sao chúng ta lại gặp phải những cái quả báo như vậy. Nhưng mà một trong những cái điều chính yếu là do bởi chúng ta đã từng tạo những cái
nghiệp ác trong những đời quá khứ, ví dụ như là chúng ta đã từng giết hại hoặc là làm thương tổn những chúng sinh khác. Và như vậy cho nên khi mà chúng ta đã tích lũy nghiệp như vậy trong quá khứ, bây giờ ngay trong cái giây phút này thì nó trổ quả ra thành là những cái sự đau đớn, đau khổ cho chúng ta. Thì ở cái bề mặt đó, để dĩ nhiên rất là nhiều người trong chúng ta không có thích cái điều này, nhưng mà ẩn tàng ở dưới những cái sự đau khổ này, chúng ta phải hiểu rằng cái điều này nó giúp cho chúng ta có thể phá trừ được tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã từng tạo trong quá khứ. 第三种就是发现他们看到的这个不是老虎，而是一个纸老虎，它完全是一个心象而已，根本就没有真正的老虎。那么这个是我们还需要一点时间，我们等我们的修心达到一定的这个境界，也就是说 当我们真悟空心的时候，真悟了空心的时候，然后所有的这些痛苦，就这个时候呢，不仅仅使它变成了充悟，而根本不是，根本就没有老虎，而是这是一个心想，这是一个智老虎而已，根本它根本就没有任何的伤害人的这样子的这个作用。 所以这个时候就根本就彻底的就不怕老胡这样子，这是第三。 Now the third approach to suffering that we looked at was being able to perceive suffering as simply a paper tiger, as not inherently existing. However, this view or this attitude is one that takes time to cultivate. It takes time to put into practice, and it does entail a particular level of Buddhist practice in order to manifest this attitude or view towards suffering. What it does rely on is a realization of emptiness, and when we reach this level of our practice, then all suffering emerges as not existing. So the tiger then appears not just as a tamed pet, but not a tiger at all, just an image, just a paper tiger, something with no capacity to harm us whatsoever. Và bây giờ khi mà chúng ta muốn nói đến cái cách tiếp cận với đau khổ, cái cách tiếp cận thứ ba đó là khi mà chúng ta nhìn thấy rằng đau khổ chỉ là một con cọp giấy, nghĩa là đau khổ không có tự nó có thể hiện hữu. Mà muốn đến được với lại cái sự tiếp cận như vậy thì nó tùy thuộc vào cái quan điểm của chúng ta, và có được một cái quan điểm như thế thì mất thời gian để mà có thể trưởng dưỡng, để mà có thể như là ứng dụng và đưa đau khổ vào cái công phu hành trì. Mà nếu muốn nhìn thấy được rằng đau khổ chỉ là một con cọp giấy thì nó còn tùy thuộc vào cái mức độ tu tập của một cái người Phật tử, rất là khó để mà có thể đạt đến được một cái quan điểm như vậy. Và cái điều này nó cũng tùy thuộc vào cái sự chứng ngộ được tánh không. Ở cái mức độ chứng ngộ tánh không này thì người ta sẽ thấy tất cả những đau khổ nó đều tan nhòa vào với nhau và nó không có thực sự hiện hữu. Và khi đó thì đau khổ cũng chỉ giống như là một cái con thú nuôi trong nhà mà chúng ta đã nhiếp phục. Nó không phải là một con cọp nữa, mà nó chỉ là một cái hình ảnh, một cái sự phóng chiếu của một con cọp, và nó không có bất kỳ một cái khả năng nào để mà có thể làm hại chúng ta. 好，这样子我们以上讲的这个三种不同的面对痛苦的方法当中，第一个我们已经在用。 所以我们今天没有讲，然后呢，第三个离我们还有一点点的距离，所以也许我们现在还用不上，就可能有点过早，那么这样子的话，我建议我们就用这个第二种方法，也就是我们刚才讲的这个方法，希望大家用得上，我们每一个人在生活当中一定会遇到各种各样的
这个痛苦，各种各样的这个坎坷啊，这个痛苦是我们的生活和离不开的啊，随时随地我们都会遇到。那这个时候呢，大家啊，用啊试一下啊，大家试一下啊，有多大的这个效果，一定啊会帮我们解决问题的啊。希望大家用第二个方法。So of the three different types of way, or the three different ways of confronting suffering that we covered, the first type I didn't go into much detail with this evening because we're in actual fact already using this means of confronting suffering. The third way of confronting suffering I didn't elaborate much on either because it is perhaps still a little remote from us. It might be a little bit early still at this stage to really be able to put this into practice. So the method that I, or the approach that I do recommend that everyone here try to put into use is the second one. I, in everyday life, suffering, challenges of all kinds are something that we just can't escape. So it is my suggestion that everyone makes an effort to put into practice this second approach for dealing with suffering, and I have a great belief it will assist you in resolving many problems. Như vậy cho nên đối với lại ba cái cách thức mà tiếp cận với đau khổ như thầy đã giải thích cho chúng ta hồi nãy đó, thì thầy nói rằng tôi không có nói chi tiết về cái phương thức tiếp cận thứ nhất là bởi vì hình như là phần lớn tất cả chúng ta ở đây đang sử dụng cái phương thức đó để mà đối đầu với đau khổ. Và tôi cũng không có nói nhiều về cái phương thức tiếp cận thứ ba, không có nói một cách chi tiết là bởi vì có lẽ là cái phương thức thứ ba này chúng ta nhìn thấy tất cả chỉ là mang tánh không đó. Cái phương thức đó thì nó có vẻ nó cũng vẫn hơi xa vời với chúng ta hiện nay và nó cũng quá sớm để mà một số lớn người trong chúng ta có thể tu tập hành trì theo cái cách thức đó. Mà cái phương thức mà tôi muốn giới thiệu và đề nghị tất cả mọi người, khuyến khích tất cả mọi người nên ứng dụng là cái phương thức thứ nhì. Ở đây có rất là nhiều người trong chúng ta hàng ngày phải đối mặt với đau khổ, đối mặt với là những cái sự thử thách. Không có thể nào mà chúng ta chạy trốn khỏi những cái sự đau khổ và thử thách này. Cho nên tôi đề nghị và khuyến khích tất cả mọi người là nên đưa cái phương thức thứ nhì này vào trong cách đối diện với lại đau khổ hàng ngày. Cách đối trị với đau khổ theo cái cách thức thứ nhì sẽ giúp được cho các bạn rất nhiều nếu các bạn biết cách ứng dụng. Và tôi tin rằng nếu mà các bạn ứng dụng cái phương thức thứ nhì này thì nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề cho các bạn. À, 第二种方法, 啊, 也有很多方法, 那么很多方法 当中呢, 我们今天, 啊, 给大家介绍了一个, 啊, 一个, 啊, 先用这一个, 啊, 大家先用这一个, 然后呢, 其他的, 我想我们以后会有机会的，这个时候可以给大家介绍。今天就介绍了一个，那一个如果我们用得好的话，其实也不需要很多，一个就可以解决问题的。我们就今天介绍了一个，希望大家能够用得上。 So in terms of this second approach to dealing with suffering, there are many specific methods or that we can rely on. I've introduced only one of them tonight. Insofar as the others are concerned, I hope that we'll have more opportunities in the future for me to go into detail then. However, tonight I've introduced just one. And in actual fact, if we're able to practice one well, if we're able to practice it successfully, then in actual fact we don't need to rely on too many methods. So it's my hope that everyone is able to put into practice this method that I've described tonight. đối với lại cái phương thức để mà tiếp cận với lại đau khổ thì có rất là nhiều những cái phương thức đặc biệt khác nhau mà chúng ta có thể dựa vào.
Và thầy nói rằng thầy đã giải thích và khai thị cho chúng ta một cái phương thức đó tối ngày hôm nay, và thầy hy vọng rằng nhiều người trong chúng ta sẽ biết áp dụng cái phương thức này, và thầy cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có cơ hội để mà thầy có thể giải thích một cách cặn kẽ hơn về cái phương thức mà thầy vừa mới giải thích cho chúng ta. Tuy rằng tối hôm nay thầy chỉ mới khai thị cho chúng ta một cái phương thức là phương thức thứ nhì để mà tiếp cận với đau khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách tu tập đúng đắn và chúng ta biết ứng dụng cái phương thức này một cách thành công thì thực sự là chỉ cần cái phương thức này thôi, chứ không có cần quá nhiều phương thức để mà biết cách đối mặt với đau khổ. Và phải hy vọng rằng tất cả mọi người trong chúng ta ai ai cũng sẽ đưa được cái phương thức này vào trong cách sống và cách tu tập của chúng ta. So that brings to a close our teaching for this evening. 好，我们最后做一个回向，简单的介绍一下什么是回向。回向就是我们今天大家来听课的这个功德，这个善根我们分享给天下所有的众生，然后我们最后许个愿，我们希望以我们的这个功德。 能够让天下所有的众生心服快乐，很快就能够成佛解脱这样子的许愿，叫做回向。So we're going to end the teaching now with a dedication of merit, and just putting it simply, dedicating merit is where we gather the merit that we have generated through listening to the teaching this evening and share it with all beings. And in so doing, make an aspiration that on the strength of this merit, all beings may achieve happiness and may rapidly also attain liberation and achieve Buddhahood. Sonam de tanja zambanyan do ne ni be dana banje tirga nanje valon de ba tribim zo le do a do sho